Anh ơi cho em hỏi, vậy mình vay 1 triệu mà chuyển 930 thôi, tới tháng bắt trả 1 triệu 2, trễ 2 ngày nâng lên 3 triệu. Mình trả 1 triệu 2 còn 2 triệu kia không trả thì sao anh? Trời đất ơi, có những cái trường hợp như vậy luôn hả mọi người? Cái này là vay như thế nào mọi người? Ngọc không biết là cái này có phải thuộc một cái dạng gọi là bị lừa đảo hay gì đó hay không á, Ngọc không rành đó. Tại vì đối với những cái công ty tài chính như Ngọc thì chắc chắn sẽ không có những cái trường hợp như vậy xảy ra. Cái thứ nhất á là khi mà bạn vay bao nhiêu thì bên Ngọc chắc chắn sẽ chuyển đúng bao nhiêu, chứ không có chuyện mà ví dụ như vay 10 triệu chuyển 9 triệu hay là vay 1 triệu mà chuyển 930. Là đối với những cái công ty của Ngọc là chắc chắn nó sẽ không có những cái trường hợp như vậy. Vậy không biết cái trường hợp này của bạn thì 70.000 đó là cái tiền gì? Có thể là trong cái giao dịch của bạn nó sẽ nói đó là tiền phí, và tới đúng một tháng thì nó sẽ lời 300, lời thành 1,2 triệu đó, là coi như là bạn sẽ bị mất 270 đó. Nhưng mà bạn trễ 2 ngày thì nó lên 3 triệu. Đối với Ngọc những cái thông tin này nha, Ngọc có cảm giác á là mình đọc không rõ, nên cái lúc mà mình đồng ý vay á thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy. Còn những cái app này thì đa số là Ngọc nghe những cái comment rất là tiêu cực á. Đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những bạn nào mà có ý định vay qua app không chính thống nha mọi người. Tại vì như công ty của Ngọc nè thì cũng sẽ có cái app riêng của công ty Ngọc. Thì mọi người cẩn thận, cái này là cẩn thận, rất cẩn thận đó. Cái này cũng là một cái trường hợp mà tự mang nợ vào cho bản thân mình. Cảm ơn mọi người.